Hello các bác. Nếu mà để chém gió bàn luận về cái chuyện trường lớp thì có vô vàn tỉ tỉ chuyện để mà nói. Hôm nay tôi sẽ nói về những cái kiểu rất là ối giời ơi của giáo viên mà học sinh không hề thích tí nào. Kiểu thứ nhất thì đa phần thường xảy ra với giáo viên dạy văn, đó là một số giáo viên cấm cho học sinh lên mạng tham khảo tài liệu và sử dụng sách học tốt, nhưng trong khi giáo án giáo viên dạy thì lại copy nguyên trên mạng và sách học tốt. Thực ra cái này không phải là ghét mà là tôi cảm thấy hơi buồn cười. Chuyện là năm tôi học cấp 3 thì cũng có giáo viên dạy văn cấm cho lớp tôi là không được sử dụng sách học tốt, và có một lần thì cô đang đứng trên bục và cầm quyển giáo án để đọc cho học sinh chép, thì là do cô mỏi tay quá hay là trời đất bách bảo tín hiệu vũ trụ gì đó, cô mới bị tuột tay làm quyển giáo án nó tụt xuống. Thì lớp tôi mới phát hiện ra là lồng trong quyển giáo án đấy đó chính là quyển học tốt ngữ văn. Thực ra lớp tôi nó cũng không lạ gì nữa rồi, tại vì rất nhiều lần chúng nó đã so những cái tài liệu mà cô đọc cho học sinh chép và trong sách học tốt ngữ văn thì y chang nhau, trên mạng cũng có luôn. Nhưng mà mỗi lần cô bắt được đứa nào mà dùng sách học tốt hoặc lên mạng tham khảo thì cô rất là giận, rất là giận. Kiểu thứ hai là kiểu xin giờ ra chơi để mà dạy nốt. Ví dụ như là có những cái tiết tự học thì thầy cô xin cái tiết đấy để dạy thì thôi không sao, dù gì cũng là trong giờ học mà đúng không? Nhưng mà đây ra chơi có 5-10 phút thôi, trời ơi, thế mà thầy cô cũng không tha. Lý do mà gây phẫn nộ nhất đó chính là do giáo viên vào lớp muộn, hoặc là đang trong giờ dạy thì giáo viên ra ngoài buôn điện thoại hơi lâu, dẫn đến cái trường hợp mà dạy chưa hết bài nên là phải xin giờ ra chơi để mà dạy nốt. Thề luôn, tôi không biết các bác như thế nào, nhưng mà với cái đứa mà đã ngóng giờ ra chơi từ 15 phút trước ấy thì tôi cảm thấy rất là bức xúc và thất vọng. Đặc biệt là cái hôm nào mà đi học muộn mà chưa kịp ăn sáng ấy thì trời ơi, cái giờ ra chơi là cái giờ cứu đói đó. Nhỏ nhất là mấy cái đứa nào mà sáng ăn phải cái gì buồn đi nặng, đợi mãi đến giờ ra chơi để mà đi xả cho thoải mái. Xong cuối cùng giáo viên buông ngay câu: "Các em cố gắng ở lại học nốt giờ ra chơi nhé." Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Sẽ có thể nào? Ngồi trong lớp nhìn ra ngoài sân thấy chúng nó vui đùa nhảy múa ăn uống mà thèm. Lúc đấy thì mới thấm thía câu: "Thân thể ở trong lao, tâm hồn ở ngoài lao" của Hồ Chí Minh. Kiểu tiếp theo là kiểu một vạn câu hỏi tại sao của giáo viên. Trường hợp này thì thường xảy ra vào những đứa mà nó hay xin đi vệ sinh ấy. Nhất là trước lúc đấy đã có một hai đứa nó xin ra ngoài rồi, đến lượt mình xin đi vệ sinh thì kiểu gì giáo viên cũng thắc mắc: "Tại sao đi vệ sinh lắm thế? Các cô các cậu rủ nhau ra ngoài có đúng không? Cố ngồi đợi nghe nốt bài đi, sao hết giờ rồi?" Cố ở em làm sao mà biết được cái sự buồn trong em nó đến lúc nào. Vừa hay cái cơn buồn nó dâng trào cái lúc mà mấy đứa kia nó cũng xin ra thì em biết phải làm sao, phải làm sao. Tất nhiên đấy chỉ là những cái suy nghĩ nó lập lòe trong đầu thôi, chứ thực tế phải nín nhịn để mà ngồi đợi giờ ra chơi chứ biết phải làm sao. Trường hợp xin ra ngoài mà giáo viên nghi ngờ ra ngoài với mục đích riêng rồi không cho đã đành. Một số trường hợp thì giáo viên có cho ra ngoài, nhưng mà kiểu: "Ra ngoài nhanh lên đi, lần sau xin ra ít thôi nhá." Các thầy các cô cũng biết là các thầy các cô như thế thì bọn em đi vệ sinh cũng không thoải mái không. Bọn em chỉ muốn xin ra ngoài với một cái tâm thế vui vẻ, thoải mái thôi. Bọn em xin đi có 2 phút thôi mà, có 2 phút thôi. Kiểu thứ tư là giáo viên giận cá chém thớt, nhìn đâu cũng thấy lỗi. Trong suốt cái quá trình ngồi trên ghế nhà trường vừa học và vừa bị hành thì các bạn đã từng gặp mà một vài giáo viên như thế này chưa? Tức là có những ngày bình thường thì giáo viên cũng rất bình thường, nhưng mà bỗng một ngày thấy giáo viên đi vào lớp, thấy gót chân đi hơi nặng nề vào, không nói không cười không gì cả, thấy đặt cái cặp xuống bàn cũng hơi mạnh tay tí. Ok, không sao, thì cuộc sống mà, đôi lúc gia đình cô chắc là có gì xích mích chẳng hạn, cô hơi to tiếng với chồng, hoặc là con cô hôm nay hơi bị hư, làm cô hơi bị giận. Không sao, không sao, tất cả đều không sao. Nhưng mà cứ tại sao cô lại chút giận lên học sinh? Vừa cúi xuống nhặt cục tẩy: "Cô kia cúi xuống làm gì kia? Sao trong giờ của tôi lại loay hoay như thế? Làm việc gì trong giờ hả? Ghi vào sổ đầu bài." Vừa quay sang đứa bên cạnh mượn cái bút: "Hai cô kia nói chuyện riêng với nhau đúng không? Ghi vào sổ đầu bài." Dẫu biết là cuộc sống có lúc vui lúc buồn, nhưng mà bọn em cũng chỉ là những học sinh với tấm hồn mỏng manh thôi mà, bọn em làm gì sai? Đó, các bác đã từng gặp trường hợp nào trong 4 trường hợp tôi kể trên chưa? Còn những điều gì vô lý mà cảm thấy khó hiểu ở giáo viên thì các bác nhớ bình luận ở bên dưới cho tôi biết nha. Nếu thích video này thì nhớ like và chia sẻ cho tôi nè. Đừng quên nhấn theo dõi để mỗi lần tôi ra video là các bác liền ngay về lập tức. Love you, chụt chụt.